Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Buổi gặp mặt nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra trong không khí nồng ấm, mang đậm tình cảm, tôn trọng chân thành và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương đối với các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, cùng với việc ôn lại truyền thống 98 năm qua của Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các đại biểu còn được nhìn lại những hoạt động và kết quả mà các cơ quan báo chí trên địa bàn huyện đã giành được trong thời gian qua. Có thể nói, trong năm qua, hoạt động của Bản tin Thanh Chương, Cổng thông tin điện tử huyện, Tổ truyền thông Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện cùng với các phóng viên, biên tập viên, công tác viên báo chí trên địa bàn huyện đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Về dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bản tin Thanh Chương, Cổng thông tin điện tử huyện, Bộ phận Truyền thông Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện và cộng tác viên trên địa bàn huyện cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác định hướng dư luận, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các mô hình điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu phản cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các phóng viên, nhà báo cần đi sâu đi sát các sự kiện, sự việc và cuộc sống của nhân dân để có được những tác phẩm đạt chất lượng cao. Nhân dịp này có 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông báo chí giai đoạn 2022-2023 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tặng quà cho các cơ quan báo chí và cộng tác viên báo chí trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cũng nhân dịp này, các cơ quan đơn vị như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, Ngân hàng Agribank Thanh Chương, Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn, Phòng Giao dịch Thanh Chương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Quỹ Tim, Công an huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã đến thăm tặng quà chúc mừng cán bộ, phóng viên, Tổ truyền thông Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện. Chiều ngày 19 tháng 6, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức giao lưu thể thao và văn nghệ chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với tinh thần giao lưu và học hỏi lẫn nhau, nên các đội đã tham gia thi đấu rất nhiệt tình và phấn khởi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, không những tạo điều kiện cho cán bộ, công viên chức hai đơn vị được giao lưu học hỏi lẫn nhau, mà còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện phát triển. Sau thể thao, hai đơn vị đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ. Sáng ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các đặc sản địa phương gắn với phát triển sản phẩm OCOP năm 2023. Tại đây, 57 học viên của các xã đã đăng ký sản phẩm OCOP đã được tiếp thu những nội dung quan trọng về thực trạng và giải pháp tăng cường xác lập quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kiến thức tổng quan về nhãn hàng hóa và trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa và giải trình một số ý kiến vướng mắc của các học viên. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các hội viên, học viên của các đơn vị chuyên môn quản lý chương trình OCOP tại các địa phương trên địa bàn huyện nắm rõ thực trạng và giải pháp tăng cường xác lập quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh và kiến thức tổng quan về nhãn hàng hóa và trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu nông nghiệp và nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương mình. Sáng ngày 20 tháng 6, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đậu Hồng Thắm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tại đây, đoàn đã được nghe Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, tham mưu cho cấp ủy tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ quốc gia, tham mưu tổ chức tập huấn quân sự đầu năm, tổ chức lễ ra quân huấn luyện, hội thi, hội thảo các cấp đạt kết quả cao, diễn tập xã trong khu vực phòng thủ năm 2023, xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch,
Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại xã Thanh Lĩnh, kiểm tra khu vực hậu cứ tại xã Thanh Ngọc. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác tham mưu, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng trực chiến đấu 24/24 giờ, luôn đảm bảo công tác an ninh quốc phòng trong mọi tình huống. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.